Ông xã ơi, đi ra hái thanh long nè, thanh long nứt hết rồi ông xã ơi. Chào cả nhà, coi nè, quá trời trái chín hết trơn rồi cả nhà ơi. Nhà thấy chín hết trơn rồi mà nó còn đang ra bông nữa nè cả nhà. Đã không? Nó chín nó nứt luôn, cho nên giờ phải nhờ ông xã ra hái giùm. Cái này em phải lấy cái này em chấm nè, cái này là cái ly thì cả nhà nhìn thấy nó bự cỡ nào rồi ha, vô không vừa nè. Cái này là cái ly đó, em phải chấm ngay đây kẻo nó nặng. Cả nhà thấy mê không? Trong hiện tại là trái này là đang bự nhất, bự lắm cả nhà ơi. Nứt quá trời luôn. Còn bên kia nữa, cây bên kia nữa, để em quay cho cả nhà xem nha. Đẹp không cả nhà? Khách hàng lên đứng quay không? Có hai cây thôi mà nhiều trái không? Nó nứt kìa, cả nhà thấy nó nứt không? Nè, nó nứt nè, trái này nó bự quá à, nắng nó nứt. Giờ ông xã để cái thang tới hái đi ông xã ơi. Nhiều quá. Không hái là nó nứt hết trơn, em thấy có mấy trái nứt ở đây nè. Cái nứt nè, không nó màu đỏ nè, nó nứt rồi, cái này nó cũng đang bắt đầu nứt rồi. Bố Cường ơi, đi ra hái Ghê vậy? hả? Gì ghê vậy? Cái gì ghê lần sao Nhiều vậy? nhiều nhá không bởi Nhiều quá. Holy vậy. moly. Nó chín là Chín hết trơn rồi quay thấy hướng không kia không? hả? Quay hướng kia chưa? Lần sao Có nhiều hướng không? thì đó, thì để nè bố cầm đi, bố ấy cái ra cái cây em trèo lên cầu thang, em quay từ ở dưới cầu thang lên nè cả nhà. Đỏ đẹp ghê không cả nhà? Đó nó nứt nè cả nhà thấy không, nó chín nó nứt nè, nó đang ra bông nữa đây. Trời ơi, coi một chùm đã không cả nhà ơi. Là để mấy cái rổ lên đó rồi cắt bỏ vô nè. Cứ để nó hoài. Một cái thôi. Đó thì lấy một cái đi. Để lên cái chỗ này không? Để lên đó hả? Ok. Bụng tôi nó cái chỗ đó nó rồi rồi, chỗ này cho cái bụng chứ không phải là chân. Kỳ vậy. Tụi nó đang đen xuống trong đó nó la sùm. Like this. Wow, dấp. Trời nó nứt rồi. Con gì trong này vậy? Con gì? Chết giờ có con gì trong Chưa có con gì đâu. Bởi đó kêu mấy ngày nay kêu hái không chịu hái. Why? Nè, hai trái này nó chín đỏ nè, hái trước nó đi. Cắt đừng có hở cái đít nha, nếu không chân để bàn thờ nó lâu á nó không có được đâu. Phải cắt xéo để nó còn dư cái cùi á thì nó mới last long. Nếu không vô nó hở hết. Tôi nói gì? Tôi làm cái chuyện của tôi cái cái. Phải nhắc nhở chứ, tối ngày dùng cái dao đó cắt không đẹp lại xuống bị đòn nha coi. Em quay từ dưới lên thấy bụng bự quá bố ơi. Giờ nó hết nè.
bị hở đít rồi phải không? Hở đít là bị đòn á. Đít nó hở hả? Đít nó hở. Bị cắt vô miếng. Đó thấy chưa? Biểu lại cầm cái kia đi không chịu. Cái kia cũng bị. Chồng cãi vợ chăm đường chồng hư mà chồng đó. Không nghe. Nó bị rớt nó hư rồi đó. Đó đáng đời. Thấy chưa? Đó dễ dàng không chịu, việc làm dễ mà không chịu không? Bởi người ta nói cứ để cho đàn ông phải để cho làm hư rồi mới chịu nghe. Người ta nói em vậy đó. Wow, vậy là cũng nhiều trái lắm á nha. Nghe đây nè, hái anh thấy trái nào gần anh mà nó chín thì hái hết đi. Nó chín đỏ là hái hết đi. Không hái nó nứt cũng vậy à. Em nghĩ trái này hái luôn đi anh ơi. Nó đỏ rồi. Ừ. Cắt đàng hoàng. Nè. Em thấy nó còn hường hường chưa cắt đâu. Chưa đâu. Nó còn mấy hường hường à. Rồi xuống đây qua đây nè. Để cắt không? Đỏ nè. Chưa đâu. Nó còn xanh kìa. Anh thấy nó còn xanh không? Anh thấy nó có bị nứt không? Bà biết đâu. Nó không có nứt thì đừng có hái. Mình nhiều trái nó vậy lắm. Dạ, trái đó thì được. Trái đó thì chín. Coi chừng cái bông gãy, cái bông uổng nè. Em thấy trái này cũng được rồi nè bố. Nó được nè, trái này nó già rồi nè. Trái này ok. Trái nào? Hai trái này ok. Trái kia cũng y con chị em đó vậy thôi. Thấy trái này nó còn hường nè. Nè, trái này nè, trái này ok nè. You sure? Yes, nó mềm rồi kìa, em sờ nó. Cắt thẳng luôn cũng được, không sao. Dáng ai đẹp trai dữ rồi ta. Trời sao để dưới đất vậy. Tự mình làm mà nói với ai. Đem tới đây nè bố hái cây cái trái trước mặt bố kìa. Kìa cái đâu cần cầu thang đó. Trái này nè, hai trái này luôn đi. Hai trái này đỏ rồi, hái luôn đi. Bao ra coi. Bà không chịu. Bố phải đi cắt tóc rồi bố ơi. Tóc tùm lum ghê quá. Không biết. Trái này nó còn. Thôi trái này nó còn hường. Đây nè, trái này đỏ nè. Trái này đỏ nè. Trái này nó đỏ lâu lắm rồi đó. Đây gì đâu. Nó căng đó. Cái lớp vảy của nó căng. Cắt cái nhánh đó luôn đi cũng được nữa, không sao. Yeah. Đừng có bẻ. Không có, cắt cần hết rồi, chỉ có bẻ nó, cái. Đừng có bẻ. Cái miếng nhựa nó thôi, không có bị gì hết thế. Nó sẽ mất nứt á, hơn là nó không bị á. Tại cắt nó hết rồi, chỉ không, còn cái miếng nhựa thôi. Hai cái đó luôn đi. Cả nhà ơi, thấy thanh long của em nhiều không? Rồi, bố trèo lên kia hái mấy trái trên đó đi. Rồi chừng gãy nha. Được không? Có cần em dịnh không? Thì vô xô à? Không biết. Cái chín không? Rồi bố hái tiếp đi bố. Hái xong đợt này em sẽ tưới nước đồ cho nó ra bông thêm đợt thứ nhì nữa. Nắng nó chiếu á, thấy mấy cái cây cành này vàng hết trơn à. Nó thật sự nó đâu có vàng đâu mà cái nắng nó chiếu thấy nó vàng hết trơn.
tôi cũng hỏi là tại sao lấy được nó lên. This guy? No, this guy nè, behind nó nè. Đâu bố coi, bố hái luôn đi. Trái đó là bữa giờ em thấy nó bự nhất á, mà em thấy nó chưa chín hẳn. Chín mẹ vậy đó. Trời ơi nó to ghê không? Bố đi quay qua đây coi. Chín rồi. Nó còn đỏ nữa. Nhiều hái được. Thôi đừng hái nè, hái trái này đi bố. Nè, trái này nè. Đây nè. Quay qua, quay ra hái trái phía trên á, trái phía dưới còn xanh. Nào. Trái trên nè. Ừ. Bà, trái này bự lắm nè bà. Con nghĩ hơn 1 pound á. Trắng quá nó mau chín. Với lại vẫn cầu á quên. Thanh long đỏ này á người ta nói trái nhỏ lắm nhưng mà thật sự mình nói trái năm ngoái nhà mình cũng bự chứ đâu có nhỏ đâu mẹ. Mà người ta không tin. Hay tiếp đi. Hái xong đợt này con sẽ cho nó ra bông đợt nhì. Thì mình cứ tưới nước á, mình ngưng 1-2 ngày cái mình tưới nước. Cái xong cái nó tự nhiên ra bông nữa nè, mẹ thấy nó ra bông nè, nụ nè. Nụ bông nè. Một cây này á, một năm người ta nói là có thể ra bông được 3 vụ á mẹ. Mà thôi con làm cho 2 vụ thôi, chứ nhiều quá nó, cây nó yếu. Cái này là bự quá rồi. Đó. Wow, quá đẹp. Đẹp không? Đưa lên coi. À, mà con trái đó vẫn còn xanh chưa có chín hẳn nhưng mà thôi kệ, cứ phải hái nó. Rồi chui vô đó hái trái ra trong đó đi, cây bên đây về qua. Đứng lên một cái thôi thấy ghê không. Ao trái trước đó xong hái trước. Đem lấy cái rập. Đó, bự ghê không? Ai nói nhỏ? Ai nói nhỏ cho tôi nghe coi. Nứt nè. Cái này giống như tím luôn chứ không có đỏ nữa. Bố, qua đây nè bố, qua đây bố, qua đây bố hái nè. Tưởng nó đa số nó nằm bên đây. Nồi trái đó còn mới 1 cam mà nứt, chưa hái được. Nứt bây giờ đó. Chưa, còn 1 cam. Ok, vô cam 1 cam. Bên đây nè. Cái trái phía trên kìa, phía trong á. Trên phía trong sao lên? Đứng ngay đó. Bố cao mà, bố chỉ đưa cái tay, bố giới cái tay cái là tới được cái gì. Lấy cái gỗ đó ra bố kẹo té. À, trái này bự. Nè boss. Bố xuống bố hái mấy trái này á, ngoài đây luôn nè. Trái này nó chín, nó căng luôn nè. Đó, cái này mới gọi là chín căng nè. Đó, nãy bố hỏi trái dưới đây. Đó, còn mấy trái mà nó còn ấy là nó chưa chín hẳn, nó còn bự ra nữa. Đây xuống. Không hái đâu, nó còn bự nữa. Sure? Yes, tự nhiên nó sẽ căng tròn nha nè. Đó là gấp nước á. Không bình thường. Này cũng sắp nước nè. Nhìn đi, nó sẽ bố hái trái này đi. À, thằng này cũng sắp nước rồi, đúng rồi đó. Nó đỏ lắm rồi. Nó héo mẹ cái đầu. Cái cây nó bị bẻ đó mà nó vẫn còn là vậy là hay lắm rồi.
hai trái đó đi, muốn hái hái đi. Ông chồng mình ghiền hái rồi, trái nào cũng muốn hái hết. Chú sửa trái này hái được không? Ơi anh, cái nãy giờ anh đòi hái đã. Nè hái cái này đi. Thì bởi vậy lùng khúc. Lùng khúc. Tối ngày chê quá. Vậy hả? Vậy hả? Coi đừng có bẻ nha, má công nó nước uổng lắm. Bẻ cái gì? Chú thốc bò mí. Dép. Mày mất cái này cũng ngon lắm nè, nó bọc nó tròn quay à. Mấy trái này nó tròn quay à, đã không? Hôm nay chắc cũng chín mẹ nè. Chưa, nó còn xanh bố. Chưa? Dạ, yeah, để đó đi em hái. Mày mốt em hái. Ồ, nó nặng, nhìn đỏ luôn, nó thật, nó sậm nè. Ok, giờ lên top 2 mấy thằng trên top. Còn không? Còn trên top không? Đầy cho nó rồi. Vậy hả, lên hái đi, lấy cái cầu thang qua đi. Trời ơi, cái đã không mẹ bà. Ba rổ mà còn chưa đủ nữa. Đó, tha hồ mà ngắm nghía. Mình trồng mà chồng hái rồi á, bà mẹ chồng ngắm nghía là thấy chưa? Đó. Vui chưa? Coi chừng gãy cái bông đó đó, ra đợt 2 của em đó. Trái đợt mùa 2 đó. Bố lên cao luôn hả? Vậy là cái này màu tím chứ phải màu đỏ hả? Ờ, phải đi màu tím đậm nè. Cây móc không? Móc gì? Cây mà nó có cái hút. Có. Để thử. Mượn cái gậy của bà để móc nha. Đến lúc mà hữu dụng, mượn cái móc của bà để móc. Đến hồi lúc hữu dụng nè. Nè. Chơi hết mọi thứ. Coi chừng gãy nhánh. Uổng lắm. Hái quá trời, ba rổ mà vẫn còn nhiều mẹ hả? Bởi một cây nè, em nói là một cây này là 50 trái. Bẻ cái đó ra luôn. Để cho lấy chiếc tu đây, nó mỗi một ghế một chậu đó. Vừa xong bỏ vô rổ luôn, để đó là nó rớt không? Cần thêm không? Em cầm. Cái này có hay không? Bố thấy chín đỏ thì bố hái hết đi, nó căng tròn á thì bố hái hết. Trời ơi, hôm nay chồng cao quá chồng ơi. Phòng trái kia bên kia hái luôn. Hái luôn đi, trên đó đi. Chứ em đâu có hái tới đó. Nhiều quá. Lực á, mình cắt cái mớ này là mấy nó sao là nó bự, nó có lực nó sẽ bự. Nó bự nữa. Cái này cắt luôn cái chắc. Cắt luôn đi bố ơi, nó cũng bự rồi. Thì cắt nó luôn đi. Mình biết mình ăn được bà ngon, mình tôi bự con mũi đang ba bự kêu trên người thôi. Nào. Cái này nè, hai luôn đi. Cái thấp nhất nè. Nó dành cho em mà. Bởi vậy thôi để em cắt đi. Trời ơi, thấy thương không? Nó cưng không? Còn trái nào ở bên ở trên kia, bên cái vàng bên kia không bố? Trời, còn trái xanh đó còn nhiều nè mẹ. Còn không? Hả? Mày tính chưa? Bố thấy đó. Hả? Cái này nè. Thấy nó còn xanh quá. Bố muốn thì bố hái luôn đi. Nó đỏ mẹ. Đỏ mẹ. Có hỏi em không? Có. Thấy nó đỏ. Đỏ đâu, còn nó phải căng lên kìa. Xong cái gai của nó còn xanh lè nè. Đã nói rồi. Chồng cãi vợ trăm đường, chồng hơi sai mà không nghe. Đó. Bự bự không à? Trái bự quá trời. Nãy mẹ có cân chưa? Thử trái bự chưa? Trái này sao mẹ thấy? Mẹ chưa hiểu. Mẹ cân nó 0.08 cái trái này nè. Là cái được 15 ounce, gần 16 ounce, gần 1 pound nè. Ừ. Chưa tới 1 pound lẻ 1. Cái trái này lớn nhất là 1 pound lẻ 8 nè.
Đó, trái này là con cành là nó bự nhất, là nó còn bự nữa. Đây, ba rổ quá trời luôn. Trái lớn nhất là một phao mấy nè, hơn một phao. Màu đỏ mà được hơn một phao là cũng lớn rồi đó bà. Năm ngoái cũng có mấy trái lớn, nhưng mà năm nay nhiều hơn. Năm ngoái có khoảng chục trái à. Giờ chia ra cho mỗi người, mỗi gia đình hai trái. Thì bởi vậy. Thì vậy thôi. Trời nãy giờ không mở điện. Cái điện này kỳ quá. Mà giờ cái cây cũng còn nhiều nè. Đó, giờ cây còn leo que nhiêu đây trái. Vẫn còn nhiều nha bà. Nãy giờ tổng cộng đẳng bao nhiêu trái vậy mẹ? 40 trái không? Không thấy đếm được. 2 rổ 26 trái con đem vô thêm mẹ không biết chắc được bao mấy trái. Nè, vẫn còn nhiều nè. Mấy trái này nó sẽ bự ra, trái này nó bự nè. Ừ, cặp nó bự đó. Này bự. Cái này sẽ bự đi chứ này, cái trái này cũng bự nè. Thì đó, trái đó bự á. Nó trĩu cành luôn mà thấy không? Ừ. Đi đường ra hả? Thôi chồng con vô rồi, thôi bà bye cả nhà đi bà ơi. Bye bye cả nhà. Đi là bé bé ăn ngồi coi kìa, đã không? Dạ. Trời. Đã ghê chưa? Mẹ mẹ quay mẹ thấy mẹ chồng hay không? Mẹ chồng hay không em? Đó, kỳ này cho em ăn đã luôn nha. Hả? Không ăn không? Ta nó ngồi kìa, nó ngồi kìa. Đã quá ha. Em coi trái nào bự nhất em biết không? Em cầm lên coi. Nó một phao hơn á, hơn một phao á. No. Không phải trái đó đâu, trái này nè. Trái này nè. Hơn một phao luôn trái này á. Hả? Giờ mình đi qua cho hàng xóm. Mình chia cho hàng xóm. Ấy hàng xóm mình là hàng xóm mình cho mình xe đi. Đâu cho hàng xóm Mỹ nữa. Oh, cho mấy hai mấy hàng xóm hai bên nè. Trời ơi đã quá. Nhà đi. Chào cả nhà. Rồi bye cả nhà luôn chứ chào gì nữa. Cả nhà. Đó, đẹp chưa cả nhà ơi. Đó. Đã không? Vô nhà quay sáng sủa rõ ràng. Được ba rổ. Được ba rổ đã quá. Thôi kỳ này là chào cả nhà thiệt sự rồi nha. Bye bye.